Hello, xin chào mọi người. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Okay, hôm nay nhà mình sẽ nấu bún riêu ăn. Bây giờ mình hầm xương. Xương rửa sạch, mình lột bằng nước sạch. Bây giờ mình bỏ vô đây mình nấu, mình hầm. Bây giờ tới chiều rồi mình sẽ nấu nồi bún riêu ăn. Có rồi và tới phiên mình. Xảy cái tàu này ủa không lấy đũa cho bà, không lấy đũa cho bà. Thì tất nhiên mình thưởng thức tô bún riêu nha. Giờ bỏ giá vô, bỏ rau vô. Nghèo nhiều tới tay cái đồ nó bụng quá mình ăn nghèo mình chanh nhiều. Ok, mời ông bà cô chú anh chị dùng tô bún riêu với mình nha. Chăm dùng miếng mắm cày. Quá ngon. Quá ngon quá. Mình có chú anh chị. Quá ngon. Ngon nha. Quá ngon hả? Anh đã bụng quá. Cỏ đâu làm mà vườn trả vô giờ đã bụng quá. Tô bún riêu rất ngon. Màu sắc rực rỡ luôn á. Yeah.
Cả nhà luôn vui vẻ. Cảm ơn cả nhà đã dành lúc chút cái thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại sau. Bye bye.